Đem đá lạnh ra đi. Rồi, nói đi. Rồi, được rồi. Không được. Ừ. Rồi. Rồi. Đi bộ rồi nó đâu từ ra xuống đâu nhất ăn là 4-10 năm là bị bao nhiêu tháng nay rồi trượt hả? À, lâu rồi hả? Dạ, hồi trên cái lưng nó không đau, cái đi bộ là nó sắp. À. Rồi. Bây giờ cái tay này dơ không được. Lý do? Nó nhức trong đó. Được còn nó nhức từ ra xuống. Ô đừng đưa, không cần. À, nó sưng hay sao? Rồi, nó nóng hết rồi nè. Nó sưng hết rồi nè. Rồi hôm qua giờ có nhịn ăn không? Là quê Nha Trang mà vô đây nghe người ta giới thiệu vô đây á, rồi như là khám bệnh ở Sài Gòn là thoái hóa sống cổ, thoát quỷ đĩa đệm rồi 4-5 rồi đó, tùm lum hết rồi. Bây giờ cái tay này tự nhiên nó sưng thôi, tay nào đó nó sưng như này, à, giống như viêm da khớp à. Nó bị viêm da khớp dạng thấp. Dạ, dạ. Thầy coi thầy biết rồi. Hướng dẫn như vậy. Được rồi. Nhưng mới vô bữa nay hả? Dạ đầu tiên. À, vậy cái này phải nói lại cho nghe cái chuyện nhịn ăn rồi nha. Hút không khí, trộm đá rồi đàng hoàng, cẩn thận nó mới hết được. Rồi bây giờ chị đi một lần, đi qua bên kia con. Đi một mình được không? Rồi đi cứ bình tĩnh. Đó. Rồi. Đi cũng ảnh qua là bên trái giống như bác mày. Đó là Công hơn. Okay. Rồi. Bây giờ vòng tay qua coi. Vòng tay qua đây coi. Vòng vợ không nổi nữa. Thôi không được đâu. Qua tay vợ không được. Rồi. Rồi, không được. Rồi, giờ lên kia kìa. Rồi, giơ tay này lên. Giơ tay lên. Cũng éo vậy đó hả? À, còn dơ ngang là không được, dơ ngang sao đâu? À, thức vô đây. Rồi bây giờ dơ tay này thức đây. À, nó sưng nó thêm. Rồi phải xích ra chút xíu. Đó, ok. Đau hả? Ê hả? Rồi dơ lên lại thử không? Tay kia kìa, dơ thử coi. Đấy, nữa. Có khá hơn ha. Nhưng mà có khá rồi ha. Ok. Được, xích qua đây cái. Đó, từ. Mềm, thả lỏng ra, mềm. Đau không? Đau lớn ghê vậy. Rồi, dơ lên đi. Con khá điềm chút xíu. Rồi, hình như ta điềm chút xíu. Bước tới đó. Trời ơi, cổ thanh ghê. Rồi chép tay chân cái này, tay vậy là đó vậy nha. Nắm gì nha, ok. Nghe sợ không? Rồi giơ tay thử một mình thử coi, giơ bạn lên kìa. Cái vụ nó mới rồi nha. Đau không? Ồ, vậy sướng rồi. Khi mà mình đẩy lên mà vậy là mình thấy im rồi ha. Rồi, giơ tay con lần lên đi. Giơ lên, mạnh. Vô, vô, vô. Rồi, vô. Cho bà thượng này. Lên thẳng, thẳng, thẳng người, thẳng này. Đó, xích lên đây chút, đừng kéo lên. Rồi, giống ông lên. Đấy. Đợi tao cho bác. Rồi, chồm hết lạnh rồi, xong chút xíu chồm tiếp nha. Tại vì nó đang ổn định rồi. Rồi, hít thở nhẹ nhàng. Rồi, ôi. Rút chân lên cha. Gạt chân. Không lo, ông tơ tơ nữa đâu, ông đạp xong rồi ông chịu rút. Rồi, bây giờ nghe sao? Nghe cái vai nhẹ ha. Rồi bây giờ nghe nó mềm rồi ha. Rồi, quay qua đi. Quay qua. Ông đừng sợ thế. Để nằm dưới đi. Thả lỏng ra. Em lời 4, lời 5. Gì đi? Trúng máu gì đi? Lên đây rồi bỏ đầu ra lại nha. Quay vô đây. Được rồi. Thả lỏng người ra. Đệm ra. Đệm ra. Rồi nằm thẳng ra. Đau quá hả? Rồi cố gắng rồi nằm sắp đi, rồi chỉ ngồi vậy nằm sắp lên đó. Rồi úp mặt vô đó, rồi nằm thẳng ra. Ai làm được? Bây giờ nghe sao rồi? Cái lưng nhẹ rồi ha. Cái này hơi nhẹ nè. Đó, cứ gì cong lên nghe cho nó xếp lại. Cái món này cái này sướng nhất chứ. Hít sâu vào đi chị. Hít thật sâu vào. Hít sâu. Ráng cố gắng. Cắn là rồi để đó đi cho mình quay mặt qua đi chút, quay mặt qua ra ngoài đó, rồi xích ra đây xíu, cắn rồi đây. Đó, được rồi, ok. Thầy hướng về chống tay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi 5 quay đầu lại. Quay đầu lại gì? Em rồi. Thẳng rồi đó. Thẳng ra. Thiệt và thẳng. Ôi trời ơi. Nghỉ thức luôn đúng không? Tốt, mạnh vô. Rồi đỡ Duyên ngồi dậy từ từ. Cứ ngồi ra bình tĩnh, quay mặt qua ra đi. Đó. Rồi lùi lại sang, lùi ra sang chút. Lùi lại đó, rồi. Cái tay đi, mềm đó nha. Tôi làm đó nha. Mày không? Mày hút chó nó lên. Rồi, cứ lên. Wow! Trời ơi! Chơi kỳ vậy? Trời ơi! Sướng nha! Trời đất ơi! Sao rồi? Sao rồi? Kệ nó. Đứng dậy đi. Bây giờ là chuyện khác rồi đó. Rồi. Đó. Đứng thẳng thốt đi, đừng đàng hoàng ngon lành đi. Hết bệnh rồi. Đi thẳng lên. Đó. Đấy. Cứ đi tự nhiên đi, đừng có sợ té. Đi thẳng lên đó đi. Rồi đi nhanh lên. Bước lên. Đó. Trời ơi, con nè. Rồi quay đi mỉm một nụ cười xem con nó đi. Cười lên. Rồi. Thôi Phan, để cho ba đi tới đi. Ba này bắt con linh sừng lắm. Đây nhìn tôi nè, quay nhìn tôi nè. Đây quay nhìn tôi nè. Mạnh dạn lên. Rồi đi nhanh lên, đừng có đi sợ té. Thấy không? Chịu khó mấy cái bài tập nha. Rồi bữa nay là chưa biết nhịn ăn thì bây giờ học nhịn ăn, nhịn hấp không khí, rồi chườm đá sao chút xíu tôi hướng dẫn. Ok. Rồi bây giờ giơ tay lần nữa cho mọi người sợ. Thấy không? Ok. Rồi xong rồi. Khỏi lúng gúng nữa. Một mình mới gớm này. Đó. Rồi. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam. Điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.